đây ha? Số gì ra? Số gì đây con? Số gì đây sớm? Số gì đây con? Số gì đây chuông đổ chùa xa? Chiều tan trường về đêm cùng làm chung. Anh đi. Vui nèo đường đi. Đôi bóng hẹn mùa thi nắng không đợi người đi. Có biến rồi. Trời ơi. Lan Đậu Phộng đã trở về. Lan Đậu Phộng. Trời đi đâu vậy ông á? Nhớ quá. Nhớ cưng quá. Nhớ cưng cưng. Quá à. Chết. Sao mở ra nhìn nó tồi vậy bà? Trời ơi, đi đâu vậy? Hồi chiều giờ vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Chị biết đi đâu không? Chị biết đi đâu không? Chị biết, chị biết. Xuống này em kể. Em nói chị. Trời ơi, từ từ bà nói. Xuống kể câu chuyện đi. Chị biết. Chị biết Lan đi đâu không? Em kể cho theo một tin mà em mới phát hiện, con Lan có người yêu. Wow! Việt kiều Canada. Wow! Đến từ đây. California. Trời ơi, đã quá vậy. Thích nhảy cha cha cha. Trời ơi. Đặc biệt không mê bà già. Ừ. Đúng không? Là gì má? Lan dễ sợ luôn. Lan ơi, nó nghe nè. Nó kể cho nè. Tâm sự coi. Nó nghe nè, mà hồi sáng giờ con đi đâu vậy? Em đổi này lại cái này ngoài. Chính cho ngày là đêm ăn. Chị biết làm sao không chị? Hồi chiều á, đáng lẽ là em lên đây á, là em đã chuẩn bị em lên em diễn. Ờ, xong lên diễn. Vậy đấy em mát. Nhạc buồn buồn đi cưng, nhạc buồn buồn đi. Tưởng cho mẹ miếng nhạc buồn buồn đi con. Nó đã có tâm trạng nó mới ngồi đây xuống nè. Nè, để mẹ kể chuyện cuộc đời của mẹ. Mẹ hả? Mẹ con em á. Ừ. Kể đi. Cái chị biết sao không? Biết sao. Cái mặt về mà chụp hình nam ghét như sợ. Trời ơi, mặt chùm hình mà cũng trai nữa chứ mặt. Cái... Cái... Cái đi cái quà cho má. Chiều cái em ra đậu xe ngoài đây nè. Ờ. Cái... Em đi toilet. Mặt cứ không thua là kìm bụng nha. Cái... Chị biết em làm gì nữa không? Em gặp anh kia ngoài toilet. Cái gì ngoài đó? Không biết, em không biết ảnh là ai hết. Ai? Ai bị dám gừng cưng vậy? Ảnh tên Sáu Nụ. Sáu Nụ là ai? Anh Sáu Nụ ở dưới Sa Đéc, anh lên, anh mời anh chơi lô tô. Anh Sa Đéc. Cái... Anh nói gì nè? Thôi đi chơi với anh đi, một chiếu. Một chiếu là một triệu đó quý vị. Trời ơi, có giá nè. Rồi ai trả ai, anh đưa hay là Cưng đưa cho anh? Anh trả em chứ chị. Ồ. Cái xong chị biết sao không? Hấp dẫn không, hơn phải tên, anh không phải tên Sáu Nụ đâu. Chứ sao gì? Sáu Đuôi. Cái chị biết sao rồi, chị biết sao nữa không? Sao? Cái anh chở em đi karaoke. Karaoke. Ôm 400 ngàn một. Không có ôm. Chưa. 400 ngàn một tiếng. Một tiếng còn sao nữa, mừng cái gì trong đó một tiếng dữ vậy? Em vô em uống chai ô long. Một chai ô long, chai ô long trong đó bán bao nhiêu? 15 ngàn. 15 ngàn hả? Xong cái ảnh mới dắt em về. Về đi đâu, về đâu? Về vườn trứng cá. Tiếp tục là cây trứng cá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đợt này khá... Ê biết miếng mở nhạc không? Chị đừng có la con em. Dạo này con em mới đi một thời gian, nó mới trở về đó chị. Mà nó biết mở nhạc không? Có mở nhạc nhẹ nhẹ. Ờ đánh gì đi. Ờ. Nó đánh ở trong opera. Đánh nó biết đi. Quen rồi. Đánh nó đi. Dạ. Có người. Ê, gửi quà. Sao vậy? Có người gửi quà. Có người gửi thư nè. À. Có người gửi thư cầm lời nhắn cho. Trời ơi. Trai. Yến à, sao? Đây nè, sâu. Wow, hộp yến. À, thì cô đây nè, cô giữ giùm nè. Biết rồi. Đọc cái đó. Trời ơi là trời. Hoàng Khang gửi U Milan với lời nhắn. Trời ơi cái thằng này biết có đẹp trai không mà đuôi nữa. Gửi cái gì má cười hoài trời. Hoàng Khang gửi U Milan với lời nhắn. Nhắn tối gì? Qua anh thật tuyệt vời. Xưng anh với em mãi yêu anh. Tôi nhớ hôm qua tôi nhớ tôi làm, tôi nhớ tôi làm con trai chỉ có một ngày thôi. Nhưng mà hôm qua ta khen mày quá tuyệt vời. Bây giờ nè, nhìn vô camera. Anh cảm ơn em yêu. Gì má? Rồi tao nhận quà tiếng xào mấy triệu bạc một hộp đó đó. Mấy triệu bạc á. Anh cảm ơn em yêu. Bây giờ tôi với bà cưa đôi người nó khúc. Không, chị không cần đâu. Chị không cần yến xào tướng vậy mà yến xào gì nữa. Có nước tao xào con yến á. Giờ rồi sao? Cảm ơn đi. Anh cảm ơn em yêu. Dâm camera ra. Dâm ra. Ừ.
Dơm ra, chết mẹ cái thằng chỉnh camera này nó lùn hơn cái máy nữa. Thấy không? Bổ sung nữa hả? Hoàng Khang tặng hộp yến, cái này bé Ngọc tặng. Trời tặng chuông Milan nhắn là uống hết nha Lan. Cảm ơn luôn một lượt đi má. Đâu? Cường Dương. Cái gì? Bà nội. Thuốc bổ. Rồi cảm ơn. Cảm ơn đi. Cảm ơn Hoàng Khang, anh cảm ơn em đêm hôm qua. Nhanh đi. Trời ơi. Dùm camera ra, chiếu vô thẳng mặt. Chán ghê. Sao vậy anh Hoàng Khang? Ở mặt gì lỗ không vậy? Trời ơi. Má ơi là camera này cà rồi mà cà không hết. Vô. Đại. Để giờ. Dạ, nói sao? Anh cảm ơn Hoàng Khang. Anh cảm ơn Hoàng Khang nha. Rồi. Ai nữa? Bà xã yêu bé Ngọc hả? Bà xã yêu bé Ngọc của anh. Trời ơi. Nói ghét ta tưởng thiệt đó bà nội. Lại đi anh, bà xã yêu. Nói đi. Bà xã yêu của anh bé Ngọc. Bà xã yêu của anh bé Ngọc. Anh yêu em. Anh yêu em. I love you. I love you. Nó giọng mẹ lên má. Má con gái, má con trai nào nói chuyện kỳ với mẹ. Không, cái cơ địa chỉ nói gì thì nói gì sao giờ. Rồi bây giờ nói nè, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là gì? Bé Ngọc ơi. Bé Ngọc á. Thôi má, mày đi ra đây nè. Mày đi ra đây nè. Ủa tôi. Rồi. Rồi chị dạ. Chưa ra đây. Còn một câu chuyện nữa. Chuyện gì? Có quà. Lại quà tiếp. Trời ơi là Hồ trời. Tiểu Di. Hồ Tiểu Di. Ra đây. Chị mới nhận được quà mà không phải là của chị. Ô Tiểu Di ra come đây. Come out, come out. Nè con đừng có trốn mẹ, đi ra đây con. Đi ra đây, đi ra đây. Ra đây. Đây, kính thưa quý vị thì hiện tại là em nhận được một bọc quà với cái tên Facebook của em gái đó chính là Bé Sữa. Thì với lời nhắn là gửi anh hai, chúc anh hai được nhiều sức khỏe, em gái yêu anh. Đây, wow. Quà của Hồ Tiểu Di là Bé Sữa tặng coi là mấy cái đầm hay sao hay là đồ nam đó. Phải coi khu thử đó chị ơi. Khui thử coi, đó, dễ thương lắm. Khui luôn đó chị. Quần nam không luôn. Trời ơi. Gửi đồ diễn phải không? Gửi. Ừ. Đồ này đồ con gái dễ thương. Vâng, rồi, đồ con gái dễ thương. Đâu chị. Cái quần ta lộn vậy má. Đụng trai má ơi, lộn rồi. Bé Sữa tặng cho cưng nè. Lộn rồi đó. Nó kêu cưng thì... bằng anh không à. Thì bây giờ lộn rồi bà nói, lộn rồi không có má. Gọi nè, má một cái lời. Để lên. Nhìn vô camera. Nhìn vô camera nói đàng hoàng. Đó. Nói. Nói gì? Bé Sữa ơi. Bé Sữa anh yêu em. Bé Sữa anh yêu em. Nè nè cầm bọc quà đi nói cho nó chân thật. Cầm bọc quà. Tự nhiên cái cảm ơn em gái gì má. Nói đi. Bây giờ nói không? Nói không? Nói con. Nói gì? Bé Sữa anh yêu em. Bé Sữa. Cái kia nó còn độc hơn đó. Mẹ muốn có con dâu. Rồi. Ê, bây giờ nè. Gái mà dâu cái gì? Bây giờ không nói được câu đó chị dạy em nói câu khác. Nói đi. Nè, rồi bây giờ chị dạy em nói câu khác. Nhớ là phải nói theo nha. Câu Bé Sữa anh yêu em là em không nói được. Thì bây giờ chị dạy em câu khác. Nhìn thẳng vô camera. Nói. Nói gì? Nguyễn Viên ơi về với em đi. Trời ơi cái gì nói vậy trời. Nói. Mẹ. Nói đi con. Nói. Nhanh lên hết trễ giờ. Trễ giờ hết thời gian. Trời nói ơi gì? Bé Sữa nói đi giống như hồi nãy tao nói đó. Ký hôn. Thôi dẹp đi má ơi. Bây giờ bạn dừng nhạc đi. Wow ghê trời. Bây giờ tắt nhạc cho chị. Bây giờ nè bà nhìn đôi guốc tôi nè. Bé nào nữa bà nhìn đi tại ai. Bà Sữa tôi muốn tôi mới mua. Rồi ok. Tại ai? Ok từ từ. Đưa lên chị. Bé Sữa nó đang coi lại. Tại ai? Tại bà. Bé luôn. Trời ơi bây giờ rồi. Một mất một còn rồi nè. Xô gì đây? Trời. Mất dài. Đứa con hụt láo gì mẹ. Trời ơi mày. Xô gì đây? Mày gì ra tác nhạc. Nó hả? Hỡi ba quân tôi sẽ. Dạ. Mày mắc đẻ hả? Tu sĩ hồi xưa vậy đó. Thầy dám. Có xài đỡ đi. Rồi. Tu sĩ nó bận đi ăn rồi. Hỡi ba quân tôi sẽ. Dạ. Giống heo bị con tí. Này nó làm không được đó em nha chị. Con này tu sĩ. Rồi. Rồi gì ba làm đi. Hỡi ba quân tôi sẽ. Hổm.
miệng thúi ghê. Ở gì vậy? Hỡi bà quân tới sĩ. Dạ, dạ. Hãy cất trong lên cho ta bà hồi trong lên. Dạ. Má ơi, cái đó gõ mỏ. Tao điên luôn đó nha. Hồi trong thứ nhất. Hồi trong thứ nhất. Camera chỉ qua đây. Hai chị ơi, camera đi theo chị không luôn á. Mày vũ tao, dính tẩy rồi. Đi liên qua kia, liên qua kia đi. Qua đây, liên qua đây, liên qua đây. Liên lại qua đây. Hồi trong thứ hai. Hồi trong thứ hai, liên qua đây. Để lên, để lên. Chết mẹ, dính tẩy nữa rồi. Chị ơi, camera liên đang. Chết mẹ, mày dính bẫy rồi. Rồi làm hồi trong thứ ba đi. Thôi, Thảo cái đây Thảo. Hồi trong thứ ba. Ba cái hộp cườm không má ơi. Được. Đây, của mày đâu, hồi trống thứ ba đâu? Hồi trống thứ ba. Gãy xương chậu à. Đau. Số gì đây? Mày gì đa? Mày gì đây, hồi trống thứ ba? 23. 23.